Xin chào mọi người, chiều hôm nay mình giới thiệu đến mọi người cái con laptop HP Dragonfly nha mọi người. Cái tên cũng rất là hay và cái mẫu cũng rất là đẹp, nằm trong cái top là đẹp nhất nhì của cái dòng HP Elite Dragonfly. Cái màu xanh này là cái màu đặc trưng của cái dòng đó, mỗi cái dòng Dragonfly là nó chỉ duy nhất một cái màu này thôi mọi người ha. Màu xanh rất là đẹp luôn, cái màu xanh này rất sang cực kỳ, mịn lắm luôn. Đây là mình cũng chưa có lau chùi nữa cho nên là mọi người thấy gì chứ không có bị chảy xước hay gì hết nè, và có thể gập 360 độ. Cái mẫu máy vô cùng sang, mọi người thấy nè, phím có led phím màu đàng hoàng ha, gập mẫu mỏng nhẹ Elite Book. Và cái này thì nghe loa rất là hay nha mọi người, loa BO nè nghe hay cực kỳ luôn. Màu xanh mọi người sang lắm, có led phím màu đàng hoàng. Ở bên này màn hình thì siêu đẹp nha mọi người, màn hình rất là đẹp. Màn hình độ phân giải màn hình để mình cho mọi người xem. Độ phân giải màn hình là Full HD ha. Đây là mọi người 1920x1080 nè. Cái cấu hình của máy HP Elite Dragonfly nha mọi người. i5 Gen 8, i5 8265 nè, RAM 8GB và SSD là 256GB. SSD thì đây, 256GB ha. Mẫu máy là cực kỳ ok và mình có chip seri luôn. Series của máy là đây nha mọi người, ở trên này, cái này nó bị che đi rồi, tí nữa mình sẽ tắt Dragonfly này, mình có search và máy bắt đầu bán, máy này sản xuất năm 2020, bắt đầu bán năm 2021 và nó tới 2024, mới còn bảo hành tới 2024, còn 2 tháng nữa nha mọi người, hơn 2 tháng nữa. Đó, máy cực kỳ ok, cái mẫu của năm 2020-2021 thì rất là ok luôn. Mặc dù là i5 Gen 8, mọi người đừng có quan trọng, nhưng những cái dòng này là đây là những cái dòng cao cấp của HP. Không phải cái giá tiền, gọi là không phải cấu hình nó lên tất cả, mà quan trọng là cái mẫu máy như thế nào và giá nó như thế nào nữa. Dòng cao cấp thì nó sẽ đắt hơn. i5 Gen 8 thì phù hợp với lại dân văn phòng hoặc là sinh viên rồi vậy đó, mình học năm học mới rồi vậy, mình gọi là học những cái mà liên quan tới gọi là sao, hay kế toán hay gì đó thì mình nghĩ là ok rồi. Đó, cấu hình đó thì máy thì đẹp nữa, để mang vác đi lại các ngõ kết nối, mình gặp lại với cái ngõ kết nối xong mình quay ở bên trong lại nha. Không phải là cứ đắt đó là cấu hình cao đâu mọi người, cái dòng này là dòng cao cấp nó đắt như vậy đó, mà tí nữa mình sẽ báo giá luôn nè. Ngõ sạc là sạc Type-C, hai ngõ Type-C nè, HDMI USB nè, mọi người nhìn các viền ha. Mình đi quanh các viền, mình quay rất là rõ. Từ từ mình sẽ quay hết luôn mọi người. Đây ha, chỗ này thì có hơi mòn, rất là nhẹ. Đây ha, cái này là nút nguồn nè, cái này là USB. Và cái bảng lề nè mọi người, bảng lề của dòng Dragonfly nhìn rất là đẹp mọi người, sang lắm. Đây ha, cái bảng lề thôi là đã thấy đắt tiền rồi. Máy thì ok, còn ở đằng sau thì đây. Cái này là cái miếng gọi là cái miếng cao su á mọi người, cái đế thì nó có gọi là mới nãy là nó hơi bung ra, mình bực ra, mình giật ra luôn đó, cái đế thôi chứ không ăn thua gì hết. Ở bên này cũng vậy nè, có cái đế nó tuột ra nè, thôi mình bứt ra luôn đi, khó chịu đó, vậy luôn nha mọi người, hơi mờ. Rồi đây nữa, bên này cũng vậy, thường nó hay tuột ra như vậy, mình bứt luôn, nhìn cho nó đẹp, nó gọn. Nó lòng thòng thì ghét nữa, rồi mình bứt ra luôn, hai cái mình bứt ra hết. Ở bên trong là mới nãy mình có một cái này, mình đảm bảo là mới nãy chắc mọi người cũng có soi rồi. Đây nó có trầy một tí chỗ này ha, trầy cũng đơn giản, không có đáng kể gì nhiều đó, chỉ vậy thôi chứ còn lại là mình thấy là ok hết. Mình báo giá mọi người là con máy này là 8,5 triệu, máy kèm sạc zin đây ha, 8,5 triệu Dragonfly, máy kèm sạc Type-C zin, máy thì hoạt động hoàn hảo, mẫu máy sản xuất 2020 và bắt đầu bán năm 2021. Đó, rất là chất lượng. Rồi ai chốt thì inbox mình ha, cọc 1,000,000 mình ship code vào bao test cho mọi người 7 ngày. Trong thời gian 7 ngày đó máy có lỗi gì mình sẽ đổi máy khác cho mọi người. Máy là cực kỳ ok, không có lỗi lầm gì hết mọi người, chỉ qua là cái bề ngoài nó xấu hay nó đẹp hay như thế nào thôi. Cảm ơn mọi người nhiều nha.